Ok, mình đi học nha. Hôm hạn chở con gái đi học nha. Là một vinh dự và hân hạnh của ba nha. Yeah, cảm ơn này, viết ra tao. And put it on a chair, don't throw it on the floor. Put it in a corner, in a chair. Huh? Đổ thừa mẹ được hả? Nói mẹ đi, nói mẹ ơi, con đổ thừa mẹ rồi, mẹ làm mà xả rác cho xe ba nghe. Nói vậy. Okay, I say mom or you. Oh. Tiếng là người đó thông minh hơn người thường rồi đó. Đó là một thứ tiếng. Yeah, except your battle.